Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video số 311 Ngày 17 tháng 10 ạ à. Video này là sẽ có một lô cần là Xin giới thiệu đầu tiên nha Là hai hai cây, ba cây nha ba cây một khúc ạ à. hai cây cần lu máy đứng cho mình Cần lu mấy bứng đứng Ngọn là ngọn đặc nha Không đây là thằng đặc hết nha Thằng đặc hết Và một cây lưu một khúc mấy ngàn Lưu này rất tuyệt nha Cây này rất tuyệt Hình như nó cũng là ngọn đặc cho mình luôn nè Ngọn đặc luôn nha và hôm nay em sẽ có bốn cây mini bốn cây cần mini nhá mini flip và những cây iso iso lóng dài nè cho anh đánh đơn ngâm lăn xe những cây này đều được nhá mini cũng đánh được luôn và lo, những loại cần súp thì các anh đánh lăn xe thì đánh bảo rồi nhá đây những cần súp cho các anh câu lục đầu cần đơn ngâm lăn xe săn hàng và những cây hôm nay có ba cây ba khúc nè ba khúc và hai cây hai cây hechi một cây ikada nhá hai hechi một ikada và ISO ISO carbon à, ISO carbon và cuối cùng nhá, cuối cùng sẽ có ba cây axit ngày hôm nay, ba cây cần súp axit NFT, một cây um, Daiwa 30 m 25 cứng 30T đỏ và cuối cùng là một cây sub leader dây trong nhá. Sub leader dây trong. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship, phí ship mỗi cần là 40k. Anh nào được đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh hoặc một sản phẩm chuyển khoản thanh toán trước sẽ bao ship cả anh nhé. Đầu tiên à. Đầu tiên là một cái cần lưu máy đứng nha. Cái này các anh cũng có thể câu um, câu hay chi được nhá. Có thể câu hay chi cả được. Đây. Cái cần đầu tiên nó có chiều dài là 1,4 m à. 1,4 m. Tải mồi của nó là max 21 g nhá. Thì độ cứng của nó là tầm là ML. ML trên ML một tí có nha Ngọn đặt. Đây. Sofista. Căn nhặt bãi nha bát là bát hạng nè bát bát quặng cho mời ngọn là 1.7 ly trọng lượng là 123 g tay cầm kém mút ạ à. đây cần đặt nhá đây là cần đặt dàn khoen là dàn khen hạn cần luôn máy đứng ạ à. máy đứng Đây, đây. tất cả dàn khen cũng còn đẹp mã số cần là mã số 1 giá là 250k mã số 1 nhá giá 250 Mã số 2 cũng vậy nhé. Một cây một xanh lá cây. Đây cũng Sophie. Cũng là 1 m 4 Tại mồi là 21 gram nhé. Mát 21 gram. Đây. Ngón của nó là 1.9 ly. Trọng lượng là 124 gram à. ạ. 124 gram nhé. Đây cầm cán mút nè. Bát là bát hạng. Bát quặng. Đây. Ngọn là ngọn đặc. Xanh lá cây nhé. Dàn khoen là dàn khoen hạng ạ. À. Đây. Khoen hạng hết. Ngọn. Đây. Hai cây cùng như nhau luôn. Cho mình các anh nhé chắc là tùy hai cây này. Một khúc nha, chỉ một khúc, mã số 2 giá 250. Mã số 2 giá 250k. Cái tiếp theo một cây cần lưu máy đứng ạ, à. mua lu máy đứng một khúc luôn nè. Chắc tuyệt cái này chiều dài của nó là 1,35m nha. 1,35m. Và dàn khuyên là Fuji Six hết nha, chắc tuyệt cho cây này. Đây, ngọn cũng dạng ngọn đặc cho mình, bên trên thì khuyên lá nha, khuyên lá. Đây, đao bô cũng là vô Fuji, Fuji Six luôn nha. Đây, Fuji Six luôn thì độ cứng cái này nhá độ cứng tầm m m -H nhá tầm m m -H à. đây độ cứng cao nè cần tay cò và đây tên Gio nhá hàng nội địa nhật rất đẹp em mời các xem trừ cái phần trên thôi trừ phần trên nè đây Ở dưới tay cầm nè cán mút nhá cán mút nó cứng đẹp thon gọn ngọn căng là 3 ly ạ à. trọng lượng là 170 trăm bảy mươi gram bát nè bát fuji luôn nhá trừ bên trên này nó có chích keo sống lại ví dụ à, giống như là nó, nó cuốn lại cái cái chị à. đây. đây nói chung là chắc chắn hết đây là dạng màu keo sống này bên trên đây. còn tuyệt nhá Fuji xích hết ạ à. mã số cần là mã số 3 giá là 650 k mã số 3 giá trăm rưỡi cần luôn mấy ngàn nhá tiếp theo một cây cần mini đây cái cần mini hàng Nhật Bãi đây cái này thuộc bản China xuất nhật chiều dài của nó là 1m6 ạ à. 1m6 nha bác là bắt hạn bắt quận ngọn là 1.3 ly trọng lượng là 91 g 91 g nha cần cầu máy dàn khoen là dàn khoen hạn ạ à. bên trên này có hai khoen có một chạy còn rất đẹp ở bên ngoài thì nước sơn màu cam nó nó đậm hơn nha nó đậm hơn tại vào bên trong video nó mờ nó nhạt hơn tí là màu bạc cho mình. Đây. Độ cứng cần nhá độ cứng 15 đến 20 ạ, à. tầm đó. Và thu gọn của nó đây. Thu gọn là 42 cm nha. Mã số 4, giá cần là 150k. Mã số 4 giá 150. Mã số 5 ạ. À. Là một cây dài hơn, cây 2m7 nha, mã cốt vẫn còn nè chiều dài cân là 2m7 bát là bát hạng bắt bát quặng nha cho máy lớn cũng được tự tự là mấy tầm 4 5 6 nghìn nha cũng được và ngọn là 1.6 ly trọng lượng là 230g độ cứng cùng tầm 15 20 nha Trang khoen hạng đây bên trên thì nó có một khuyên hai một khuyên chạy nha một khuyên chạy này còn đẹp nè đóng ngọn nè. Đây có vết keo thôi nhỏ thôi không sao. Độ cứng này độ cứng cũng tầm 20 cho mình nhé, độ cứng cao càng thẳng. Mã số cần là mã số 5, giá là 300k. Mã số 5 giá 300 à Đây. Chiều thun gọn của nó là 62,5 cm nhé. Cần là chất liệu phíp à Mã số 5 giá 300k. Tiếp theo. Một cây đai qua Daiwa Short Swing chiều dài 27 độ cứng 10 bản ra xuất nhật nhá đây ở đây keo, cuốn chỉ chiếc keo còn tốt này bác là bác Fuji FF, FF7 nha cuốn chỉ chiếc keo cũng còn tốt ở đây thì nó có bị lỡ là một tí nè đây là một tí ở đây và sờ vào phần này cái này giống như là cái lớp lớp hai kiểu lớp lớp vỏ thôi còn đây còn phần keo luôn còn luôn nhá còn keo luôn ở đây chứ không phải là chị thấy chị không nhá nó còn phần keo giống ở đây nè bên dưới đây ngón cần là hai hai ly ạ à. trọng lượng là 234 trăm loại cần mini cho mình đây cũng chị quay kêu còn tốt đây à. dàn khoen fuji loại sứ xám mặt bên trên có hai phiên chạy độ cứng 10 ra nhé độ cứng 10 cho các anh đánh tìm đánh cảm giác đây và thu gọn của nó cũng tốt nữa đây cần sáng bóng sáng bóng nhé đây phần này ở đây có sức dâm một tí ạ à. sức dâm một tí phần này nhé độ cứng 10. Và căn này ra thẳng, cái ngọn của nó thôi, ngọn của nó là cứng 10 thôi còn cái thăng lóng ở này thì hình như cứng 20 tầm đó các anh nhé. Mã số là mã số 6, giá càng là 400k. Mã số 6 giá 400 cây này. Đây. Chiều của nó là 64cm nhé. Mã số 4 giá 64 giá 400. Và những cây này không có đi kèm nắp chụp thì em sẽ có gửi tặng các anh nắp chụp khi gửi hàng cho các anh nhé. Càng tiếp theo hạng đai qua chiều dài 3m à, cũng dòng như vậy luôn độ cứng là độ cứng 10 bạn Kodia xuất nhật đây cũng chỉ giết kêu còn tốt bát Fuji FS7 nha cho máy lớn được ngọn là 2.1 ly trọng lượng là 258 g 258 nha ở cần mini cho mình đây dàn khoan Fuji lại xíu xả mặt ở đây dính đắt thôi đắt kêu thôi nha hai khen chạy bên trên này. Trần bên trong cũng còn sáng bóng nha rất đẹp cả nha rất đẹp và đủ cứng cũng vậy luôn càng này câu là tuyệt rồi cả nha cần ra thẳng mã số 7 giá 400k mã số 7 giá 400 mặt thu gọn của nó là tầm 70 cm nhé <laughs> Má số 7 giá 400 Và cái tiếp theo ạ à, Là một cái ISO khen lớn cả nha lại cần Sub anger Chiều dài 4m2 Bác bắt Fuji FS7 nè Bắt gọc Và bên dưới đây Thì góc của nó nha Góc của nó là 29 nha 29 nè Ngón căng là 2.4 ly Trọng được là 413 gram Chàng khuyên đây Khuyên Fuji loại sứ trắng hết Khuyên 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 hạn nha em sợ khuyên hạn nha bên trên thì có hai khuyên chạy nè mời anh xem khuyên chạy nha đây trong nó hơi cụ tí ca nha đây cái khuyên này nhá khuyên thứ hai trên đây thì nó là thuộc là khuyên xứ uh, xứ uh, ạ, xứ, à. xứ nó có độ vô đây ở trên thì cũng ok 42 nhá chiều dài cao cho mình cho mình đánh xăng uh, săn chép săn đã vô phi cũng được đây ở đây có cái, cái, cái nấm cao su thôi Họ bỏ vô đây nói chung là càng còn đẹp nhá có vài điểm này nó cũ thôi mình lau bóng lại cũng được ở đây nhá ở đây là một phần nó 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 nhám nó cả vào cái cái nước sơn tí duy nhất ở đây thôi cây cần và đủ cứng cần là độ cứng hai 20 25 gì đó tầm đó nha 20 mươi Mã số căng là mã số 8 giá là 250k Mã số 8 giá 200 rưỡi nha Cho những anh thích uh, chiều dài cao nè Tiếp theo <laughs> Một cây L 36 ạ à. 36 nha Cần nhật bại Bát là bát 2 bô Bát S7 nha Số 7 Cho mấy lớn cũng được Ngọn căng là 2.2 ly Trọng lượng là 319g 319 nè à. Bên dưới đây ngoại hình thì có suốt suốt vài, vài nơi nha đây, góc của nó là 24.8. 24.8 ạ. À. Căn này. Có xước vài nơi nha, dàn khuyên là dàn khoan hạng ạ. này về các anh đánh cái làm sạch lại giúp em nhé. Đây, hai thân chạy bên trên. Nói chung ngọn cũng còn ok. Đây. Ngọn con cũng còn đẹp nha. Còn nóng nè nó có vài điểm xước nhỏ nhỏ li ti thôi nhé đây đánh bóng lại là xong căn này có chiều dài 36 à 36 đây. và độ cứng cần là độ cứng 20 à cứng 20 nhá cứng tốt cho mình mã số cần là mã số 9 giá là 250k mã số 9 giá 250 cái tiếp theo là một cây 3m3 sub card luôn thì những cây này chắc liệu phép các nhá cần nhật bãi tem ở đây phần một phần bản con bác đã bắt Fuji FS7 Japan bắt gọc đây cũng chỉ chiếc kèo cũng còn tốt và ngọn là 3 ly trọng lượng là 322 g 322 nhá hit quay trọng hit quay ra và góc của nó đây góc 25 ra nha đây, cái càng ISO đánh đơn ngâm lăng xe được nhá ngọn cây này ngọn to nè các anh đừng định... các anh uh, tại uh, mồi lớn cũng được nhé ngọn ba ly đây cũng còn đẹp đây cũng còn đẹp nhá có vài chỗ li ti nhỏ nhỏ thôi có kim tuyến bên trong nước sơn có vài điểm xước nhỏ nè xước lông mèo nhỏ nhỏ đây đóng này đây ở đây có xước này em mời các anh xem xước bên này nhá đây phần này nè đây phần này không có bên mặt thôi và độ cứng của nó cũng cao độ cứng 25 mươi nha mã số cần là mã số 10 giá là 330 mã số 10 giá 330 k anh nào đặt hàng với đồng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 0356776692 một cây tiếp theo là một cây beat boy 3m bản china xuất nhật nha Đấy, chi xúc nhật phôi là phôi phíp bát là bát Fuji FS6 nè bát gặp ngọn là 2.4 trọng lượng là 210 gram đây cái West nào nhá West nào đây góc của nó đây 24 21.4 21.4 nha đây ở đây dàn khoan Fuji loại sứ trắng ạ à. ở trên này nước sơn của nó thì có tình trạng nổi bọt nhé tình trạng nổi bọt cái phôi lỏng thôi bên trên thì có hai khuyên chạy 3 mét thì cần nó có tổng cộng 3 lỏng nhé 3 lỏng đây đây ở đây có vài điểm xước nè xước này nó có bụi nó thấy nó màu nó đậm hơn đây xước đây và căn này độ cứng của nó 20 nhé Để cứng 15 20 Mã số mà là, là mã 11 giá là 300k. Mã 11 giá 300. Mã 12 là một cây Trista chiều dài 3,3m. Bass bát bass bát Fuji F7 nha, bass gọc nè. Những cây này các anh đánh năng xe rất tuyệt đây. Và ngọn là 2.9 ly, trọng lượng là 280 g. 280 nha. Bass thì cuốn chỉ chích keo đẹp. Dàn khoen đây, khoen loại sứ trắng hết. bên trên có hai khuyên chạy nè thì khuyên này nhá anh nào đặt thì em sẽ thay nhá bởi vì thời gian của em cũng, đôi khi nó cũng bằng cái này anh nào đặt thì em sẽ thay sau cho các anh nhé đây ví dụ cái này cũng vậy luôn nhá cái này cũng vậy luôn nói chung những cái khuyên này thì có bên ngoài thì nó đậm màu xanh lá hơn nhá ở trong nó hóa bạc tí cần thì phôi còn đẹp nè em mời anh xem phôi còn đẹp nhá còn đẹp Ở đây có nổi bọc li ti một xíu còn đẹp này. bên này còn đẹp cần ok phôi ok nhá độ cứng của nó là độ cứng tầm 20 mã số cần là mã 12 giá là 300 k mã 12 giá 300 trăm tiếp đến là loại cần súp cần súp cho các anh đánh lăng xe nó đơn ngâm lăng xe sang hàng hoặc các anh có thể những loại cần này những cần dài hơn hoặc là anh thích nào độ ngắn hơn thì các anh đánh bạc bãi bị ngôn được và lục đầu cần nha cái cần Suzumi Rod à Suzumi Rod chiều dài 36 này cần nhật bãi ra nhá phôi là phôi phíp bát là bát Fuji FS7 nè Cuốn chỉ chiếc keo còn đẹp này Suzumi hãng Suzumi nhá và dưới đây tay cầm được cuốn chỉ và ngọn là 2.8 trọng lượng là 395g. 395 g 395 nhá góc nó đây em đo cho ca 25.7 25.7 nha dàn khoen Fuji loại sứ xả mặt Fuji hết nha ở trên cuốn chỉ chống nổ gen đầy đủ đây hai khoen chạy khoen đây còn đẹp đây. Đây. có tình trạng nổi bọt một xíu nè ở cái phôi lóng lóng một trắng ngọn á. Dàn khuyên Fuji hết nhé, khuyên bác Fuji. Đây, khuyên cái là một hình gặp Đẹp. Câu lăn xe thì hết sảy rồi, khỏi bàn rồi nha. Và căn này độ cứng 25 ạ, à. căn độ cứng 25. Đánh lục đầu cần được nha. Mã số là mã số 13 Và giá căn là 400k. Mã 13 giá 400k. và cây tiếp theo ạ. À, cây mã số 14. Cái này là một cây hipper. Hipper thì chiều dài cây này là 4m 4m35 nha. Đo là 4m35. Bắt Fuji FS7 nè, bắt gọc. Cho mấy to cũng được. Ngọn là 2.6 ly, trọng lượng là 630 603 g nhá, 603 g. tay cầm thì đúng cuốn chỉ đầy luôn, đầy cái lóng tay luôn nhá. Lóng tay luôn. Đây. Em đo đây. Góc tay cầm này ạ. À. 31.3 nha. 31.3 31 cho cây uh, mã 14 này dàn khen là dàn khen Fuji loại xíu xám luôn nhá khen nó hơi bụi tí ra nha Đây, bên trên có hai khen chạy căn này thì độ cứng là độ cứng 20 ra nha để có phần uh, dán keo dán băng keo ra nha dán bằng keo Đây, dán băng keo à hai khen chạy bên trên ngọn cần thì nó có xước nha ngọn càng có xước này có mấy cái bụi nữa nó thành màu lỏng nè độ cứng căng là 20 nhá cho các anh đánh bồng bền được lỏng của nó cũng còn đẹp khen cái cũng là một khen gặp khen bát Fuji hết à đây lỏng còn đẹp nha lỏng góc còn đẹp độ cứng của nó là độ cứng tầm 20 đến 25 tầm đó nha và mã cân là mã 14 giá là 390k. Mã 14 giá 390 ạ. Mã 15 là một cây 3m3 nhé. Cây ngắn này. Cây này thuộc bản China xuất nhập. Phôi cũng là phôi flip luôn. Bác là bát Fuji FS7 ạ. À. Bát gọc. Cũng chỉ chiếc keo cũng còn ok. Ngọn cân là 2.5 ly. Trọng lượng là 274 g Pro Kết nhé. này Kết nè. Đây. Góc của nó là 23.6 ạ. À. 23.6. Giang quen Fuji loại xứ xám luôn. Đây, bên trên có hai khen chạy và khen cái là một khen gặp. Đầu bu thì cũng còn ok. Ổn. Đây. Phôi phíp các anh nhé. Phía sau mới là carbon. Đây, có vài điểm xước nhỏ nhỏ, lông mèo và hạt cát ạ. À đây đây có xước các à anh nhá có xước để em quay rõ cho các anh xem nó không bị dập gậy nó xước bên ngoài nó sơn phôi màu đen nha các anh về các anh sơn lại cái phần này là ok nhá các anh xịt sơn bóng lại màu đen phần này là ok đây có xước thôi chiều dài ba mét ba nhá độ cứng căng độ cứng tầm 20 đến 25 tầm đỏ nha cái này thì nó cứng tầm là e ít ạ mã số là mã 15 giá là 400k mã 15 giá 400 tiếp theo là một cái của hãng Daiwa hãng Daiwa nha đây chiều dài 36 được độ cứng 25 cây sub swing luôn hôm nay sẽ có là hai cây sub swing với hai cây nhỏ là hai cây dài với hai cây nhỏ chắc tuyệt bạn cô đi ra xuất nhập cây này có sức vài điểm này có sức vài nơi đây tem vàng vẫn còn bát thì chưa hạ nhá nguyên zin chưa hạ bát đây bát là bát Fuji FS7 bát cặp này nó cũng ok nó cũng ngắn ít thôi dài ít thôi ở bên dưới đây góc đây ạ à. góc là 24.1 nha tầm đó 36 độ cứng 25 mặt à. gian khoen Fuji loại xứ xám ở đây nó hơi xúc tí rồi bên trên có hai khuyên chạy nè đầu bu đẹp nè cũng đẹp ngọn đây có vài vài điểm xước nhỏ ở đây bóng nè bóng nè nước sơn màu đỏ đô nhé màu đỏ đô đây có vài phần xước này dạng uh, chống nước sơn ra nhé chống nước sơn quen cái là một hiện gặp đây bên trong phần này nó có xước nó chốc nước sơn ra nhé dạng, xước xước nước sơn này phần góc đẹp này chiều dài căn là 36 nhé độ cứng 25 và cái này thì nó mã số 16 giá là 420 Mã 16 giá 420k Cây đai qua sub-swing nha Tiếp theo Bạn là một cây đai hoa sub-swing 2 độ cứng 25 căn này rất đẹp Đây Bạn cô đi ra xuất nhật nha Bên dưới đây Để nè Ngoại hình nè Tem vàng còn đầy đủ Đẹp nha anh nha Ngõng căng là 2.8 ly Trọng lượng là 328g Và góc của nó là 29.1 ạ à. Góc gần 30 bát Fuji FS7 bắt cặp ra còn đẹp ca nhá cũng còn ok em khen đây khen Fuji là xíu xám hết tại cái này nó hơi xúc ra cái cái này thì em sẽ làm lại em chích keo lại ổn định gia cố cho canh nhá đây bên trên có một khuyên chạy hai khuyên chạy nè ở à, thì giờ cũng dạng nó dán bằng keo á cái bằng keo phần này này keo nó chích keo rồi nó dính keo á dính đây nói chung không sao cái này vẫn còn đẹp bạn còn đẹp nha đây chỗ nào có xíu em quay cho các anh xem rất đẹp đẹp nhá sáng bóng bốn mét hai cái này dài nhá bốn mét hai đây còn rất đẹp độ mới của nó cao ạ à. độ mới cũng tầm là chín mươi chín nhá tầm đó đây khen thì cũng còn mới sáng và mã căng là mã số 17. Giá của nó là 500k. Mã 17 giá 500 cây này. Rất tuyệt nha. Tiếp theo là một cây 3 khúc ạ. À. 3 khúc này. Của hạng Olympic. Olympic New ạ. À. Đây. Olympic New. Chiều dài 27. Đủ cứng 80. Cho các anh đánh săn hàng được nha. Đây. Thủng bản Korea xuất nhật. Tem vẫn còn. Yeah, đây. ngọn này ngọn đặc. ngọn tháp. Và phôi là phôi các bông sẵn nha. Phôi các bông sẵn. Bên dưới đây nè đế cũng là đế gỗ máy treo nhỏ tay cầm cán mút mút này rất cứng dàn khoang này dàn theo Fuji phát quang cần ba khúc nhá cần đáp khúc bát đã à bát Fuji FBS 24 à bát quặng đây ngọn đặt ngọn tháp nói chung là càng này còn đẹp các anh nhé độ mới của nó cao trên 90 phần trăm đây đẹp nhá cuốn chỉ dít keo chống nổ đầy đủ gen thì vẫn còn, còn sáng luôn cũng tầm là 95 phần trăm cho mình đây. cho nó 90 thôi các anh ngõm căng là 2.2 ly, trọng lượng là 420 g Mã số 18 giá 900k, cần gấp khúc carbon nha. Mã 18 giá 900 mặt. À. Tiếp theo là một cây Hechi ạ. À. Hechi Olympic bạn Korea nha. Bạn Korea. Đây, Korea Kenturi. Chiều dài 1m8, độ cứng 20. Cần Hechi cho các anh ngồi bè câu. Canh câu đơn trên bờ cũng được. Bên dưới này máy chèo gỗ, bát là bát Fuji F6 bát gặp ngọn là 0.7 ly trọng lượng là 131 gram đây em vẫn còn nha bạn Korea dàn khoen đây khoen Fuji loại xứ xám hết Fuji loại xứ xám hết nha về mình đánh bóng về xin lại cái là ok đây bốn chỉ chiếc keo chống nổ đầy đủ cái này đánh có cảm giác ngọn của nó nhỏ 0.7 ly ngọn là ngọn đặc ngọn tháp càng hay chi nhá mã số càng 19 giá 600k 19 giá 600 phôi carbon các nhá bây giờ tiếp theo nhá là một cây Olympic ạ, à. cây Heichi Olympic cái này là carbon fiber rod nhá carbon sẵn bên trong này ngọn cái này là chiều dài là 1m8 của uh, Olympic và hàng nội địa nhật nhá tem vẫn còn đầy đủ này. và bát là bát Fuji FS6 bát gọc bên dưới nè cái đế mái chèo ở đây có cái khoen nhỏ nhỏ họ đục vô cái dây cột bảo hiểm nha độ cứng cân là độ cứng 5 đến 10 ạ à. độ cứng 5 đến 10 ngọn là 0.8 ly trọng lượng là 116 gram Chàng khoen Fuji loại xứ sám cũng chỉ keo cùng thì cũng còn ổn nha còn ổn. <laughs> ngọn này ngọn đặt ngọn tháp hết ạ à. và khuyên cái là khuyên phát quan nhé một cái khuyên phát quan đây ngọn nè cuốn chỉ chống nổ ở bên trên đầy đủ nha cái cần hay chi mã số cân là mã 20 và giá của nó là 600k À, 20 giá 600 Ôi carbon fiber rod Tiếp đó là một cái Ikada Ikada của hãng Ryobi nhé Hãng Ryobi và cái này thuộc nội địa Nhật Bản Cần Ikada Và bên dưới đây Cái đế nè Ốp nhựa Ốp nhựa giả dạ, gỗ Giả dạ trúc cho mình Giả dạ trúc nhé Bát là bát Fuji F6 Bát gặp Japan Cũng chỉ chiếc keo cũng còn ổn Ngọn là 0.3 ly ạ à. Trọng lượng 87 gram trọng mươi 87 nhé Ôi là full carbon Khoen đây, khoen Ikada nhé Khoen cái là một khoen Fuji loại xứ sám này Bên trên thì có một khoen nữa đây. Gen nhỏ nhỏ, chống độ đầy đủ Và ngọn nó đây Ngọn có sương màu nhé, có sương màu Đây là càng Ikada các nhá Càng Ikada thì ngọn dịu cho mình Đây, ngọn rất là dịu đây nha. Và mã số căn là mã 21, giá cây này là 650k. Mã 21 giá 650. Tiếp đó là một cây loại ISO ISO carbon nha. Đây. Silver River, 2 carbon rod, chiều dài của nó là 3,3 m. 3,3 m nha. Và bát là bát Fuji DBS bát quận ạ. À. Tay cầm cái mút này cũng khá cứng, tương đối cứng nha. Bên dưới đây, mọi người xem nè cũng còn ok và góc tay cầm đây em đo cho các anh 27.9 nha góc tay cầm đây nói chung ngoại hình cũng còn ok sáng nè bát đẹp dàn khoen là dàn khoen Fuji loại sứ xám ạ à. phôi này phôi carbon nhá đây carbon xoắn toàn thân cần ISO khen lớn ạ, à. ISO khen lớn. Có vài điểm xước nhỏ nhỏ. Xước lông mèo nhỏ nhỏ đây. Đây, phôi này còn đẹp. Độ cứng cần nhá, độ cứng 15 20, độ cứng tầm đó ạ. À. 15 đến 20 nhá. Mã số là mã số 22, giá là 800k. À, 22 giá 800 cần carbon nhá. mươi 23 là một cây uh, Nissin nhá, Nissin nội địa Nhật Bản, chiều dài 4,5 độ cứng 3, Ausa 4,5 nhá. Cho các anh đánh cảm giác nè. Bát là bát Fuji chữ quang, bát quặng. Và bên dưới đây, tay cầm được uh, sơn nhám nè, tay cầm được sơn nhám nha. Và càng này càng Nissin. Đây, meizaban hàng nội địa Nhật nhá. Nissin meizaban Và đây, được có kim tuyến nè, phôi rất đẹp ngọn cần là 1.8 ly, trọng lượng là 218g. 218 g. 218 nhé. 4 5 độ cứng 3. Dàn khoan Fuji loại xứ xám, bên trên loại xứ nâu cho mình, đầu bu loại xứ nâu. Đây. Có 3 khuyên chạy bên trên. Cần thì cũng còn ok, đẹp, ngọn này. Ôi cấp một sẵn toàn thân ạ. À. Nissin nội địa Nhật nha. Bên trong lóng thì còn cũng khá ok nhé, phần này có phần dâm một tí nhỏ nhỏ Có xước một tí của mấy phần này nè Đây, có xước nha Càng có xước Đây Đây Cái phôi nó cũng còn nguyên vẹn ra nha, 4m5 độ cứng cần là độ cứng 3 à Đằng này ngọn nhỏ các anh có thể có thể hạ tay được. Mã số là mã số 23, giá là 850k. mà 23 giá 800 triệu. Nissin nội địa Nhật nha. <laughs> Tiếp theo ạ, à, là một cây quạng siêu xa, cây cần súp nha, súp carbon. Cho mình đánh lục đầu cần cây này. Cái này chiều dài 39 độ cứng 25, carbon caster. Bát là bát Fuji FS7 bát gặp ạ. À. Hàng siêu xa nha. Siêu xa tem vẫn còn nè. Và bên dưới đây, góc của nó em sẽ đo cho các anh xem 22.3 góc cũng tương đối ok ngọn cần là 2.2 ly trọng lượng là 292 g dàn khoen Fuji loại xứ xám nhé khoen Fuji loại xứ xám hết bên trên nè đây xoắn toàn thân đây Quả này thì em sẽ thay cho cái sau nhé ở đây cái phần này bị gãy tí hoặc là da cố dùng quản ok đây vôi nè vôi các bông xoắn toàn thằng nha nói chung linh kiện thì cũng hàng hiếm lắm đây vôi các bông xoắn toàn thằng đây có xước vài điểm nơi vài nơi ạ à. vôi thì không dập không gãy Căn này cho các đánh lục đầu cần được nha Lục đầu cần đều được, đánh câu gần cũng được Mã số cần là mã số 24 Giá là 750k Mã 24 giá 750 Bát nguyên zin chưa hạ nha Tiếp đến là axit ạ à. Em sẽ về lên cần axit nha Hôm nay có ba cây như nhau luôn Và độ mới đẹp, nó khác nhau nha Đồ cũ định cũ mới khác nhau Đây Một cây axit của hãng NFT Cái này thuộc bản Singapore xuất nhật nha Đây, chiều dài là 4m Độ cứng 25 Acid à, cover lúc Phôi là phôi sóng văn rồi Em soi kỹ cho các anh xem Đây bên dưới này Tay cầm thì còn đẹp mọi hình thì ở đây nó có sơ xước nha Có sơ xước càng Đây Có sơ xước Nói chung là cái phôi axit thì rất là tốt rồi Nó bền Đánh cứng tốt nữa Bát là bát Fuji FS7SB Bát gọc Cũng chỉ chiếc keo còn đẹp à. Có đi kèm nắp chụp nha Cái này cái này ngọn của nó là 2.4 ạ, trọng lượng là 430 g. dạng khoen Fuji loại sứ xám hết nha. Loại sứ xám nó màu xanh gel nè. Ở trên thì có uh, hai khoen chạy. Thôi các bông sóng văn nè, sống văn hết. Nói chung cần có vài điểm xước ra nha. rồi sống văn. Xước ly ti nhỏ xíu thôi. Đây ở đây có nè, trạng lông mèo nhem. Đây. Ngoại hình thôi nhá, nói về cái phôi của cây này thì rất là tuyệt rồi. Và căn này NFT axit 4m độ cứng 25 mã số 25 ạ. À. Giá là 2 triệu 2, 2 nhá. Mã 25 giá 2 triệu 200. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692 ạ. À. Cái tiếp theo nhé có đi kèm túi vải nha. túi vải nguyên zin của nó nft đây vẫn là nft cái này chiều dài cao hơn 4m2 độ cứng 25 bản singapore nhé cái này 4m2 à 4m2 và đây bên dưới này cũng còn ok tương đối có đi kèm tem vàng nha. tem vàng đầy đủ ngọn là 2.4 à trọng lượng là 418g phôi là phôi carbon sóng vằn nha có vài điểm xước nhỏ nhỏ li ti thôi nói chung cần cũng còn bóng sáng bên ngoài đây cuốn chỉ dưới keo này, còn tốt. Mượt. Bá là bát Fuji nhá, bát Fuji F7. Có đi kèm bao vải và nắp chụp đầy đủ. Dàn khoen là dàn khoen Fuji loại xứ xám. Đầu bu của cây này là đầu Fuji loại uh, Fuji xích nhá. Đầu bu môi chì chống sẵn. Này. Môi gì chống sẵn nhá. Hai khuyên chạy bên trên nè. Phôi sẵn nè. Tuyệt. Cũng còn đẹp. còn đẹp các nhá cũng có ok có vài điểm xước nè cái lóng thứ hai ở trên xuống có vài điểm lông mèo em nè đây Khuyên cái là một khen chạy ra nhá khen Fuji gọi xứ xám hết đây nói chung cần bên trong thì có vài điểm xước nhá không đáng kể không đáng kể không đáng kể cho lắm nha cũng ok cái này 4m2 độ cứng 25 mặt à. này cần đánh tốt luôn cái anh thả nhiều cái anh đánh xa hơn được nhá bẹt bãi biển thì khỏi chê rồi mã số là mã số 20 um, 26 giá căn là 2 triệu 650 nhé mà 26 giá 2 triệu 650 tiếp theo ạ à, là một cây axit nữa nhá vẫn là NFT axit chiều dài căn là 4m độ cứng 25 bạn Singapore xuất nhật luôn cái này cũng có đi kèm bao vải nhé bao vải NFT đây nguyên của nó nha đi kèm bao vải và nắp chụp đầy đủ bên dưới nè Nói chung cây này thì còn mới Cây này mới cũng khá mới Trên vàng đầy đủ nè Ở đây có xước nhỏ nhỏ Bên này còn mới đẹp nè Ngón cân là 2.3 ly ạ à. Trọng lượng là 412 gram nha Phôi là cũng là phôi carbon sẵn văn luôn Đây bát cũng nguyên zin chưa hạ bát nha Có vài điểm xước 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 bụi nè Căn này, càng này cũng còn sáng Và nắp chụp đi kèm đầy đủ Cái này thì nó có độ Đây. Nó có độ 2 uh, xích ạ à đây một khen cái khen xích nè Fuji xích nha và một khen trên khen bên trên nha này bên trên thì nó có là khen Fuji loại xíu xám Fuji loại xíu xám nha đây phôi còn đẹp bên trong cũng còn đẹp xuất ly ti nhỏ nhỏ thôi cũng còn bóng có vài điểm nó xuất ly ti nhỏ nhỏ nha Hốt nha, hốt. Hốt cho mình. 4 m độ cứng 25 ạ. À. Cái này thì mã số của nó là mã số 27, giá của nó là 2.900 nha. Mã 27 giá 2.9 cái này. Tiếp theo ạ. À, là một cây rim sub nha, rim sub của hãng Daiwa chiều dài 4m25 độ cứng 30, 30 T đỏ tay đỏ. Và cái này đai qua thuộc bạn China xuất nhật tem vàng mã có đầy đủ dòng cao cấp cho mình đây bên dưới này súp nha ngón căng là 2.5 ly trọng lượng là 445 g mà bát là bát Fuji stainless LF7 bát gọc nguyên zin chưa hạ bát luôn nhá có đi kèm nắp chụp và đây đây ra nha bên trên thì có hai khuyên chạy nè và có định vị khen cho mình nha cũng bị cây cả à, chạy nè ngọn cũng còn sáng ở đây có phần xiết dâm nhỏ nè còn chất lượng nha phôi của nó rất tốt phôi rim súp này rất tốt rồi đây chiều dài 42 độ cứng 30 có vài điểm sức đi ti nhỏ nhỏ ở đây căn ra thẳng nhá và độ cứng cao độ cứng 30 độ cứng C ạ. à 30T nhá chữ T đỏ mã số 28 giá của nó là 2 triệu 400 mã 28 giá 2 triệu tư nhá bắt Nghi dinh chưa hả bát bát rất cao cái cuối cùng ạ à, là một cây sub leader nhá của hãng Shimano cái sub leader 4m05 độ cứng DX ạ à độ cứng nó rơi tầm 25 đến 27 nha đây càng sắp đi là à, đây, tem vàng ngồi đầy đủ Ngón căng là 3.7 ly trọng lượng là 414 gram à, bát cũng nguyên zin chưa hạ bát luôn nha càng sắp thì cái góc của nó đây em quên đo mấy cây kia rồi đây 22.3 góc 22.3 bát là bát Fuji stainless là F7 bát gọc càng dây trong nhá khoen là khoen xứ xích hết ạ à. xứ xích hết dây trong và bu đây ạ. À. Phôi chống sẵn nha. này phôi rất đẹp, phôi còn đẹp nha, phôi nó còn đẹp. Màu nước sơn, màu nước sơn còn đẹp. Đây, phôi Shimano nó nổi nè, rất tuyệt. Sờ vào rất đã nha. Có vài điểm xước li ti lông mèo nhem nhỏ thôi. Không đáng kể đâu. Đây. Phôi còn sáng, còn đẹp. cần ra thì cực kỳ thẳng rồi cái dây trong thì các anh biết rồi nhá cái này độ cứng đế ạ à. ngọn to các anh tại mồi cao cũng được mã số 29 và giá cần là 2 triệu 450 mà 29 giá 2 triệu 450 cái dây trong nhá dây trong đây bên trong này em quên lấy ra đây đây góc thứ hai ở dưới lên nhá lóng thứ hai nè rất đẹp rất đẹp nhá lóng thứ hai rất đẹp Mã số 29 ạ, à, giá 1 triệu 450 Và em xin kết thúc video tại đây Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một lượt đăng ký ạ à, Chia sẻ giúp em Và đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo xảy ra nhé. Anh nào đặt hàng, vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình Số điện thoại của em là 03567 76692 ạ à. Và em chúc các anh đi công may mắn nhé. Xin chào tạm biệt